Chứng khoán là gì? Những điều bạn cần biết trước khi bước vào thị trường chứng khoán. Chứng khoán và thị trường chứng khoán đang trở thành một trong những lĩnh vực đầy hứa hẹn tại Việt Nam. Vậy chứng khoán là gì? Có nên đầu tư vào thị trường chứng khoán hay không? Là câu hỏi của khá nhiều người đang có suy nghĩ sẽ đầu tư vào thị trường này. Hôm nay các bạn hãy đồng hành cùng Thanksbook tìm hiểu về chứng khoán, nhằm giúp các bạn tham khảo để hiểu thêm về chứng khoán nhé. Chứng khoán là gì? Các công ty phát hành chứng khoán để huy động vốn từ thị trường, nhà đầu tư sẽ rót tiền mua chứng khoán, đồng thời là chủ sở hữu một phần tài sản, vốn của doanh nghiệp đã phát hành. Chứng khoán có thể là hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hay dữ liệu điện tử. Chứng khoán bao gồm các loại như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ. Chứng khoán hiện nay được chia thành 3 loại phổ biến nhất. Đầu tiên là chứng khoán nợ, là loại chứng khoán xác nhận mối quan hệ giữa người sở hữu và công ty phát hành. Chứng khoán nợ thường được phát hành dưới dạng trái phiếu, chứng khoán dạng nợ, giấy tờ. Hiện nay, chứng khoán nợ có tỷ trọng giao dịch khá lớn trên thị trường chứng khoán. Tiếp đến là chứng khoán vốn, là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành và được xác nhận quyền sở hữu một phần thu nhập và tài sản của công ty. Chứng khoán vốn biểu thị cho những nhà đầu tư sở hữu một phần của công ty, được hưởng lợi nhuận và cũng chịu rủi ro từ tình hình kinh doanh của công ty đó. Chứng khoán vốn thường được phát hành dưới dạng cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu thường, chứng chỉ quỹ. Cuối cùng là chứng khoán phái sinh, là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, bao gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, trong đó xác nhận quyền, nghĩa vụ của các bên đối với việc thanh toán tiền, chuyển giao số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định trong khoảng thời gian hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai. Vậy thị trường chứng khoán là gì? Thị trường chứng khoán được chia thành thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Thị trường sơ cấp là nơi chứng khoán được phát hành và bán cho người mua đầu tiên. Giá bán chứng khoán tại thị trường này là giá phát hành, còn chứng khoán được gọi là chứng khoán mới phát hành. Mục đích hoạt động của thị trường sơ cấp là cung cấp vốn cho các nhà phát hành để họ đầu tư vào sản xuất kinh doanh, giúp nền kinh tế phát triển hơn. Thị trường thứ cấp là thị trường giao dịch mua bán, trao đổi chứng khoán đã phát hành với mục đích kiếm lợi nhuận, di chuyển dòng vốn đầu tư hoặc các loại tài sản xã hội. Thị trường thứ cấp giúp nâng cao tính thanh khoản cho các loại chứng khoán đã phát hành, làm gia tăng thời hạn vốn từ ngắn hạn sang trung hạn hoặc dài hạn. Bên cạnh đó cũng giúp cho dòng vốn được phân phối hiệu quả hơn. Trước khi bước vào thị trường này, điều quan trọng mà các nhà đầu tư nên tìm hiểu đó là nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán. Căn cứ vào Điều 5 Luật Chứng khoán 2019, thị trường chứng khoán hiện nay đang hoạt động theo nguyên tắc 1. Tôn trọng quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán, quyền tự do giao dịch, đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ về chứng khoán của tổ chức, cá nhân. 2. Công bằng, công khai, minh bạch. 3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. 4. Tự chịu trách nhiệm về rủi ro. Lợi ích của thị trường chứng khoán. Đối với nền kinh tế, chứng khoán và thị trường chứng khoán là thước đo sức mạnh của nền kinh tế. Các chỉ số đo lường thị trường hay giá cổ phiếu của các công ty thể hiện liệu nền kinh tế đang trong giai đoạn tốt hay không. Chính phủ nhờ vào thị trường chứng khoán sẽ kiểm soát tốt hơn tình hình hoạt động cũng như nền kinh tế và hoạt động của các công ty đã niêm yết. Còn đối với doanh nghiệp, để huy động được các nguồn vốn dài hạn bên cạnh việc đi vay ngân hàng, các công ty đã thực hiện huy động thông qua hình thức phát hành các chứng khoán. Đây chính là kênh mang lại nguồn vốn dồi dào từ công chúng giúp các công ty phát triển kinh doanh. Và lợi ích đối với nhà đầu tư là đầu tư vào thị trường chứng khoán là cơ hội để tìm kiếm lợi nhuận. Thị trường chứng khoán có xu hướng tăng theo sự phát triển của nền kinh tế hay sự tăng trưởng của các công ty. Đầu tư vào các công ty ổn định, có xu hướng phát triển có thể tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư. Ngoài ra, đầu tư vào thị trường chứng khoán đem đến sự đa dạng hóa cho khoản tiền của nhà đầu tư, như đầu tư vàng, bất động sản hay gửi tiền tiết kiệm. Những yếu tố cần chuẩn bị khi đầu tư chứng khoán. Nhà đầu tư nên chuẩn bị hành trang đầy đủ để bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán. Yếu tố thứ nhất là tài chính. Đây là yếu tố cần thiết và quan trọng khi đầu tư chứng khoán. Nhà đầu tư cần chuẩn bị lượng vốn nhất định, số vốn bao nhiêu phụ thuộc vào khối lượng tài sản bạn đang có, độ kỳ vọng về lợi nhuận cũng như khả năng chấp nhận rủi ro. Yếu tố thứ hai, kiến thức chứng khoán. Chứng khoán là kênh đầu tư mang lại lợi nhuận lớn, đồng nghĩa với nhiều rủi ro hiện hữu. Kênh đầu tư này không dành cho những tay mơ. Vì vậy, nếu muốn đầu tư chứng khoán thành công, chắc chắn nhà đầu tư cần trang bị các kiến thức từ cơ bản cho tới nâng cao.
để bắt kịp thị trường. Yếu tố thứ ba là trang thiết bị sử dụng. Đầu tư chứng khoán thời 4.0 thì không nhất thiết phải tới tận sở giao dịch, bạn sẽ cần những thiết bị như máy tính bảng, điện thoại di động hay laptop. Chỉ có như vậy mới giúp nhà đầu tư thực hiện giao dịch nhanh chóng, bắt kịp với thị trường. Bên cạnh đó, chúng ta có thể theo dõi thông tin kinh tế vĩ mô, chính trị, xã hội, đều có thể ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán. Vậy nên việc cập nhật thông tin thường xuyên, nhanh chóng sẽ giúp các nhà đầu tư có nhiều tư duy và yếu tố phục vụ cho chiến lược đầu tư của mình. Hy vọng qua video hôm nay Pansbook chia sẻ đã giúp các bạn phần nào hiểu được chứng khoán là gì và thị trường chứng khoán hoạt động như thế nào. Nếu bạn muốn tham gia vào ngành chứng khoán này, hãy tìm hiểu nhiều hơn để có thể đầu tư sinh lời từ chứng khoán. Nếu thấy video hay và ý nghĩa, các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh YouTube và theo dõi trang fanpage để ủng hộ cho Pansbook có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Pansbook, sách và phát triển bản thân.